con tên Nguyễn Thị Ngọc Bích. Nay con nghe Đức Phật Tiên Thiết trong Kinh Địa Tạng giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng. Con xin tâm cảm động và chân thật một lòng một dạ nay đấy đối trước Đại Thánh Địa Tạng xin được phát lời nguyện này. Con nguyện từ hôm nay trọn đời trọn kiếp đến tận cùng đời vị lai, nhẫn cho đến ngày con thành Phật, con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nơi nương tựa nơi ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai, nhẫn đến ngày con thành Phật, đời đời kiếp kiếp con nguyện sẽ dùng trăm ngàn phương tiện dẫn dắt, khiến dụ khiến cho hết thảy tất cả chúng sanh đồng biết đến ngài và quy y ngài, hầu làm cho tất cả chúng sinh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong ngài rủ lòng đại từ bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên mất. Hiện nay con là phàm phu ngu si vô trí, nghiệp chướng sao nặng, ngưỡng mong Đại Thánh rủ lòng từ bi thương xót con cùng hết thảy tất cả chúng sinh mà gia hộ cho con cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý, trí huệ mở mang, mọi nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ, mau đạt được bổn tâm thanh tịnh rốt ráo, rồi đều sẽ mau chóng thoát ly sanh tử thành đạo Bồ Đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Tham gia cộng đồng Địa Tạng. Thần thông trên cung trời đao lợi. Phẩm thứ nhất. Một, Phật hiện thần thông. Ta nghe như thế này, một thời nọ tại cung trời đao lợi, Đức Phật vì thánh mão mà thuyết pháp. Lúc đó bất khả thiết, bất khả thiết, tất cả chư Phật và đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp, rồi đồng khen ngợi rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác ngũ trượt mà hiện sức đại trí huệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn, để điều phục chúng sinh can cường, làm cho chúng đó rõ pháp khổ pháp vui. Khen xong, chư Phật đều sai thị giả kính thăm Đức Thế Tôn. Bấy giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm nghìn vầng mây sáng rỡ lớn, như là vầng mây sáng rỡ đầy đủ, vầng mây sáng rỡ đại từ bi, vầng mây sáng rỡ đại trí huệ, vầng mây sáng rỡ đại bát nhã, vầng mây sáng rỡ đại tam muội, vầng mây sáng rỡ đại kiết tường, vầng mây sáng rỡ đại phước đức, vầng mây sáng rỡ đại công đức, vầng mây sáng rỡ đại quy y, vầng mây sáng rỡ đại tán thán. Đức Phật phóng ra, Đức Phật phóng ra bất khả thiết vầng mây sáng rỡ như thế, rồi lại phát ra các thứ tiếng vi diệu, như là tiếng bố thí độ, tiếng trì giới độ, tiếng nhẫn nhục độ, tiếng tinh tấn độ, tiếng thiền định độ, tiếng bát nhã độ, tiếng từ bi, tiếng hỷ xả, tiếng giải thoát, tiếng vô lậu, tiếng trí huệ, tiếng sư tử hống, tiếng đại tư sư tử hống, tiếng mai sắm, tiếng mai sắm lớn. Hai, trời rồng hội hộp. Khi Đức Phật phát ra bất khả thiết tiếng vi diệu như thế xong, thời có vô lượng ức hàng trời rồng quỷ thần ở trong cõi Ta Bà và cõi nước phương khác cũng đến hội họp nơi cung trời đạo lợi đao lợi, như là trời tứ thiên vương, trời đao lợi, trời tu diệm ma, trời đao sức đà,
trời hóa lạc, trời tha há tự tại, trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời đại phạm, trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời quang âm, trời thiểu tình, trời vô lượng tình, trời biên tình, trời biến tình, trời phước sinh, trời phước ái, trời quảng quả, trời nghiêm sức, trời vô lượng nghiêm sức, trời nghiêm sức quả thiệt, trời vô tưởng, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện kiến, kiến trời thiện hiện, trời sắc cứu cánh, trời ma hê thủ la, cho đến trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Tất cả thiên chúng, long chúng, cùng các chúng quỷ thần đều đến hội hộp, lẽ có những vị thần ở cõi ta bà cùng cõi nước phương khác như thần biển, thần sông, thần rạch, thần cây, thần núi, thần đất, thần sông chàm, thần lúa mạ, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần hư không, thần trên trời, thần chủ ăn uống, thần cây cỏ. Các vị thần như thế đều đến hội họp. Lại có những đại quỷ vương ở cõi ta bà cùng cõi nước vương khác như ác mục quỷ vương, đạm hiếp quỷ vương, đạm tinh khí quỷ vương, đạm thai nản quỷ vương, hành bệnh quỷ vương, nhiếp độc quỷ vương, từ tâm quỷ vương, phước lợi quỷ vương, đại ái kính quỷ vương. Các quỷ vương như thế đều đến hội họp. 3. Đức Phật phát khởi. Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Đại Bồ Tát rằng: ông xem coi, tất cả chư Phật Bồ Tát và trời rồng quỷ thần đó ở trong thế giới này cùng thế giới khác, ở trong quốc độ này cùng quốc độ khác, nay đều đến hội họp tại cung trời Đau Lợi như thế, ông có biết số bao nhiêu chăng? Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con để tính đếm trong nghìn kiếp cũng không biết là số bao nhiêu. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: đến ta dùng Phật nhãn xem, hãy còn không đếm chiếc số thánh phàm này đều của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Từ thời kiếp lâu xa đến nay, hoặc đã độ, đương độ, chưa độ, hoặc đã thành tựu, đương thành tựu, chưa thành tựu. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Đức Phật rằng: từ thời lâu xa về trước, con đã tu căn lành, chứng đặng trí vô ngại, nghe lời Đức Phật nói, đó thời tín nhận liền. Còn hàng tiểu quả, thanh văn, trời rồng, tám bộ chúng và những chúng sinh trong đời sau, giàu nghe lời thành thật của Như Lai, nhưng chắc là sinh lòng nghi ngờ, giàu cho có lại văn đi chăng cũng chưa khỏi hỷ báng. Cuối mong Đức Thế Tôn nói rõ nhân địa của ngài Địa Tạng Bồ Tát, ngài tu hạnh gì, lập nghiệp gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như thế. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: ví như bao nhiêu cỏ, cây, lùm, rừng, lúa, mè, tre, lau, đá, núi, bụi bặm trong cõi tam thiên, đại thiên, cứ một vật làm một sông Hằng, rồi cứ số cát trong mỗi sông Hằng, một hạt cát làm một cõi nước, rồi trong một cõi nước cứ một hạt bụi nhỏ làm một kiếp, rồi bao nhiêu kiếp, nhiêu số bụi nhỏ chứa trong một kiếp đều đem làm kiếp cả. Từ lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng quả vị thập địa Bồ Tát đến nay, nghìn lần lâu hơn số kiếp
Tỷ dụ ở trên huống là những thời ngài Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật. Này Văn Thù Sư Lợi, oai thần, thệ nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến được. Về đời sau, nếu có trang thiện nam, người thiện nữ nào nghe danh từ của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc khen ngợi, hoặc chiêm ngưỡng, vái lại, hoặc xưng danh hiệu, hoặc cúng dường, nhẫn, bén vẽ, khắc, đắp, sơn hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thời người đó sẽ được 100 lần sinh lên cõi trời Đao Lợi, vĩnh viễn chẳng còn bị sa đọa vào chốn ác đạo. 4. Trưởng giả tự phát nguyện. Này Văn Thù Sư Lợi, trải qua bất khả thiết kiếp lâu xa về trước, tiền thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát là một vị trưởng giả tử. Lúc đó trong đời có Đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Văn Hạnh Như Lai. Trưởng giả tử thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp, nghìn phước trang nghiêm, mới bạch hỏi Đức Phật tu hạnh nguyện gì mà đặng tốt đẹp như thế. Khi ấy Đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Văn Hạnh Như Lai bảo trưởng giả tử rằng: muốn chứng được thân tướng tốt đẹp này cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa độ thoát tất cả chúng sinh bị khốn khổ. Này Văn Thù Sư Lợi, trưởng giả tử nghe xong liền phán nghiệm rằng: từ nay đến tột số chẳng thể kể xiết, ở đời sau tôi vì những chúng sinh tội khổ trong 6 đường mà giảng bày nhiều phương tiện làm cho chúng đó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo. Bởi ở trước Đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai ngày lập nguyện rộng đó, nên đến nay đã trải qua 10.000 muôn ức vô số bất khả thiết kiếp mà ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát. 5. Bà La Môn Nữ Cứu Mẹ. Lại thời bất khả tư nghị vô số kiếp về trước, lúc đó có Đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Đức Phật ấy thọ đến 400.000 muôn ức vô số kiếp. Trong thời tượng Pháp có một người con gái dòng Bà La Môn. Người này nhiều đời chứa phước sao dày, mọi người đều kính nể. Khi đi đứng, lúc nằm ngồi, chư thiên thường theo hộ vệ. Bà mẹ của người mê tín tà đạo, thường khinh khi ngôi Tam Bảo. Thời ái, mặc dù thánh nữ đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người, hầu làm cho bà mẹ người sinh chánh kiến, nhưng mà bà mẹ người chưa tin hẳn. Chẳng bao lâu bà ấy chết, thần hồn sa đọa vào vô gián địa ngục. Lúc đó thánh nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quả, liệu chắc phải theo nghiệp quái mà sinh vào đường ác. Thánh nữ bèn bán nhà đất, sắm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng, rồi đem cúng dường tại các chùa tháp thờ Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương. Trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương đắp vẽ oai dung đủ cách tôn nghiêm. Thánh nữ chiêm bái tượng của Đức Phật lại càng sinh lòng kính ngưỡng, tự nghĩ thầm rằng Đức Phật là đấng đại giác, đủ tất cả trí huệ. Nếu Đức Phật còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi khuất, tôi đến bạch hỏi Phật chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi sinh vào chỗ nào. Nghĩ đến đó, thánh nữ buồn tủi rơi lệ, chăm nhìn tượng Như Lai mà lòng quyến luyến mãi. Bỗng nghe trên hư không có tiếng bảo rằng: thánh nữ đương
khóc kia, thôi đừng có bi oi quá lắm. Nay ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ của mẹ ngươi. Thánh nữ chắp tay hướng lên hư không mà vái rằng: đức thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế. Từ khi mẹ tôi mất đến nay, tôi thương nhớ ngày đêm, không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi thác sinh vào chốn nào. Trên hư không lại có tiếng bảo thánh nữ rằng: ta là Đức Phật quá khứ Giác Hoa, định tự tại vương Như Lai mà ngươi đương chiêm ngưỡng chiêm bái đó. Thấy ngươi thương nhớ mẹ trội hơn thường tình của chúng sinh nên ta đến chỉ bảo. Thánh nữ nghe nói xong liền té xỉu xuống, tay chân mình mãi đều bị tổn thương. Những người đứng bên vội vàng đỡ dậy. Một lát sau thánh nữ mới tỉnh lại, rồi bạch cùng trên hư không rằng: cúi xin Đức Phật xót thương, bảo ngay cho rõ chỗ thác sinh của mẹ con. Nay thân tâm của con sắp chết mất. Đức Giác Hoa định tự tại vương Như Lai bảo thánh nữ rằng: cúng dường xong, ngươi mau mau trở về nhà, rồi ngồi ngay thẳng, nghĩ tưởng danh hiệu của ta, thời ngươi sẽ biết chỗ thác sinh của mẹ ngươi. Lễ Phật xong, thánh nữ liền trở về nhà. Vì thương nhớ mẹ nên thánh nữ ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu của Đức Giác Hoa định tự tại vương Như Lai. Trải suốt một ngày một đêm, bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia. Nước trong biển đó sôi sùng sục, có rất nhiều thú dữ, thân thể toàn bằng sắt, bay nhảy trên mặt biển, chạy rảo trên này xua đuổi bên kia. Thấy những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muôn thọt chìm thọt nổi ở trong biển, bị các thú dữ giành nhau ăn thịt. Lạ thái quỷ dạ xa hình thù đều lạ lùng, hạt nhiều tay, nhiều mắt, nhiều chân, nhiều đầu, răng nanh chĩa ra, ngòi miệng bắn nhọn, dường gươm, lùa những người tội gần thú dữ, rồi quỷ lại chụp bắt người tội, tấm quáp đầu, chân, người tội lại, hình, trạng muôn thứ, chẳng dám nhìn lâu. Khi ấy, thánh nữ nhờ nương sức niệm Phật nên tự nhiên không sợ, không kinh sợ. Có một vị quỷ vương tên là Vô Độc đến cúi đầu ngang tiếp hỏi thánh nữ rằng: hai thay Bồ Tát, ngài có duyên sự gì đến chốn này? Thánh nữ hỏi quỷ vương rằng: đây là chốn nào? Quỷ vương Vô Độc đáp rằng: đây là tầng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Vi. Thánh nữ hỏi rằng: tôi nghe trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc ấy có thiện như thế chăng? Vô Độc đáp rằng: thiện có địa ngục, thiệt có địa ngục. Thánh nữ hỏi rằng: nay tôi làm sao để được đến chốn địa ngục đó? Vô Độc đáp rằng: nếu không phải sức oai thần, cần phải do nghiệp lực, ngài ngoài hai điều này ra ắt không bao giờ có thể đến đó được. Thánh nữ lại hỏi: duyên cớ vì sao mà nước trong biển này sôi sùng sục như thế, và có những người tội cùng với các thú dữ? Vô Độc đáp rằng: những người tội trong biển này là những kẻ tạo ác ở cõi Diêm Phù Đề, mới chết trong khoảng 49 ngày, không người kế tự để làm công đức hào cứu vớt khổ nạn cho lúc sống. Kẻ đó lại không làm được nhân lành nào cả, vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tạo mà cảm lấy báo khổ ở địa ngục. Tự nhiên họ phải lội qua biển này, cách biển này 10 muôn do. Từng về phía đông lại có một cái biển, những sự thống khổ trong biển đó gấp bội hơn biển này.
phía đông của biển đó lại là một cái biển nữa, sự thống khổ trong đó càng trội hơn. Đó đều là do những nghiệp nhân xáo xa của ba nghiệp mà cảm vời ra, đồng gọi là biển nghiệp, chính là ba cái biển này vậy. Thánh nữ lại hỏi quỷ vương Vô Độc rằng: địa ngục ở đâu? Vô Độc đáp rằng: trong ba cái biển đó đều là địa ngục, nhiều đến số trăm nghìn, mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn thời có 18 chỗ, bậc kế đó có 500 chỗ, đủ không lường sự khổ sở. Bậc kế nữa có đến nghìn trăm, cũng đầy không lường sự thống khổ. Thánh nữ lại hỏi đại quỷ vương rằng: thân mẫu của tôi mới khuất gần đây, không rõ thần hồn của người phải xa vào chốn nào. Quỷ vương hỏi thánh nữ rằng: thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống quen làm những nghiệp gì? Thánh nữ đáp rằng: thân mẫu của tôi mê tín tà đạo, khinh chê ngôi Tam Bảo, hoặc có lúc tạm thời tin chánh pháp, xong rồi chẳng kính. Dầu khuất không bao lâu mà chưa rõ đại lạc vào đâu. Vô Độc hỏi rằng: thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì? Thánh nữ đáp rằng: thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi Bà La Môn. Thân phụ tôi hiểu là Ti La Thiện Kiến, thân mẫu tôi hiểu là Diệt Đế Lợi. Vô Độc chắp tay thưa thánh nữ rằng: xin thánh nữ hãy trở về, chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa. Tội nữ Diệt Đế Lợi được sinh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày rồi. Nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận, vì mẹ mà sám sửa lễ vật, tu tạo phước lành, cúng dường chùa tháp, thờ đức giác hoa định tự tại vương Như Lai. Chẳng phải chỉ riêng thân mẫu của Bồ Tát đặng thoát khỏi địa ngục, mà ngày đó những tội nhân vô giác cũng đều được vui vẻ đồng đẳng thoát sinh cả. Nói xong, quỷ vương chắp tay chào thánh nữ mà cáo lui. Bấy giờ thánh nữ dường chim bao trực tỉnh, rõ biết việc đó rồi, bèn đối trước tháp tượng của đức giác hoa định tự tại vương Như Lai mà phát thệ nguyện rộng lớn rằng: tôi nguyện từ nay nhẫn đến đời vị lai, những chúng sinh mắc phải tội khổ thì tôi lập ra nhiều phương trước, làm cho chúng đó được giải thoát. Đức Phật bảo ngài Văn Thu Sư Lợi rằng: quỷ vương Vô Độc trước đó nay chính là ông Tài Thủ Bồ Tát, còn thánh nữ Bà La Môn đó nay là Địa Tạng Bồ Tát vậy. Đã hết cho phẩm thứ nhất. Om ha ha ha, Bụt Sa Mô Ni So ha ha.